Thấy chưa? Em thấy rồi ạ. Đâu? Đây đâu? Đây. Đây. Nhưng mà này. Dạ. Tại sao nó lại cho mấy cái que tre này vào đây? Cái đống gậy sắt ở trong này đâu? Em cho đấy. Gậy sắt em bán cho đồng nát được 40 đây này. Ôi. Cái đống gậy sắt của người ta mấy chục triệu mà em đi em bán mấy chục nghìn là thế nào? Tôi chết em bán rồi. Là làm thế nào? Làm thế nào? Bây giờ toàn tre mấy chục ở trong cái này là như thế nào? Tôi chết. Ông bà có chuyện gì mà to tiếng thế ạ? À? Ba. Không. Không có chuyện gì đâu con gái ạ. Chẳng qua là ông đang vặn lại cái tư cách của bà nội mày tí thôi. Thế lại lên trường à? Dạ vâng ạ. Sao không chờ bố con chở con ra bến xe à? Con gọi cả bố với mẹ mấy lần mà có ai nghe máy đâu. Ôi. Thôi con lên bến xe bằng xe ôm cũng được, không mà muộn mất. Con đi nhá. Được. Từ từ. Ra đây ông bảo. Dạ. Ông cho mấy chục mà đi xe ôm này. À mà ba. Cái 40 nghìn mà bán đấy đâu, cho nốt cháu đi. Đây đây ạ. Không phải là yểm đâu. Đây thôi. Ạ. Cầm thôi. Đấy con. Ông thôi. 40 con có tiền rồi, ông bà để đấy mà ăn quà. Cầm lấy. Chị này còn chui bà chị ăn quà. Chị nhìn bà chị xem là sắp thành cái thùng chưa. Ông thì cứ cầm lấy con. Cầm lấy. Ông cho này. Thôi cầm lấy. Ông cho cầm lấy. Ông cho cầm lấy con. Con xin. Đi được cẩn thận nhá. Dạ vâng. Thế con đi nhá. Ông bà ở nhà giữ gìn sức khỏe nhá. Khỏe. Nhá. Dạ. Con chào ông bà, con đi đây. Đi nhá. Cẩn thận con nhá. Đi nhá. Đất ô, ai đất ô, ai mua đất ô, đất sổ đỏ chỉ 1.3 đến 1.4 một sao sản phẩm đây. Ai mua đất sổ đỏ chính chủ đây, đất sổ đỏ chính chủ ơi. Đất sổ đỏ chỉ 1.3 đến 1.4 một sao sản phẩm đây. Đất sổ đỏ chỉ 1.3 đến 1.4 một sao sản phẩm đây. Đất ô. Đất ông anh chị ơi. Ô, hóa ra vợ chồng ăn sọt phấn à? Ôi giời ơi, cậu ông giời đấy hả? Ôi giời ơi, đi hô mưa gọi gió đâu mà cứ lượn lờ như là đèn cù thế. Chồng này, cứ trêu anh ý. Già rồi tay ngãy ngãng à? Là người ta đi bán đất, giao đất để bán cái kia. Ồ thế à? Hóa ra là bóc phấn này là trâu chậm mà vẫn uống nước trong ấy. Nghe, lấy nước bà vợ non tơ mảnh mảnh mơn mởn này. Chắc chống bỏi mệt lắm nhỉ. Này, hôm nào em chắc là phải vác đèn sách bút giấy ra để học cái nghề của bác. Ôi giời, cái nghề MC đám ma đám cưới của anh chú học làm gì? Cái nghề MC alo 1234 của bác thì em học làm cái đấy thì em học là học cái cách đấy vợ trẻ non tơ mơn mởn như bác cái này. Này bác Phấn, em hỏi thật nhá. Này, chắc vợ trẻ này chắc tốn sức lắm nhỉ. Này, chú đừng có đùa anh. Trông anh như thế thôi. Nhưng mà đêm 7 ngày 3 vào ra là không kể đấy. Ui giời, thế cả. Hoành tráng nhỉ. Này chú Cóc, bây giờ chú chuyển nghề đi buôn đất rồi đấy à? À không, em đi giao bán ở cái mảnh vườn đó là vợ chồng thằng Đào Ngao. Thế á? Chết rồi. Thế mà không biết cái mảnh đất nhà vợ chồng Đào Ngao là đẹp lắm đấy. Thế mà anh không biết mà chốt đi, lại đi chốt cái chỗ này. Ai biết đâu được ấy. Ô này, thế bác mua cái mảnh đầu voi đuôi chuột của nhà thằng Thuyên Mẫu đấy à? Anh mua được mấy hôm rồi, đang định xây homestay. Ôi giời. Bác cũng nhận là đúng là trâu chậm mà uống nước trong thật. Này vừa lấy được vợ trẻ này, bố vợ này, này giàu này, xong rồi vừa xây biệt thự, bây giờ lại vừa xây homestay này. Nhất bác ấy. Nhưng mà nói đâu chứ lấy vợ trẻ trông cái đèn nó mệt lắm. Hai. Đùa ấy, đỏ. Đỏ. Bác Phấn. Hai bác săn đất à? Em giới thiệu các bác là em có một miếng đất gọi vuông đét như bánh trưng, nhưng đẹp nõn luôn, sổ đỏ chính chủ, giá chỉ 1.3 đến 1.4 một sao sản phẩm đây. Anh mua em bán cho. Xe đang hết dầu này, ông có dầu ông bán thì tôi mua. Ô hết dầu à? Đang hết dầu. Ô thế giờ bác mua đất. Ô thế hóa ra các bác là bán lẻ như bán buôn giấy ăn nha. Vâng đúng rồi. Ô này em bảo, ở nhà em sắp có rỗ bây giờ, đổi cho em một cái bịch giấy ăn này xong rồi em về em lấy dầu em đổi cho. Ôi may quá, cảm ơn bác. Trung ra lấy bịch giấy cho bác đổi dầu cho. Ôi này, thế xe bác ấy chạy dầu ma rút hay dầu hỏa nhỉ? Dầu diesel anh ạ. Dầu diesel à? Vâng. Ô thế giống cái xe của em mà. Vâng. Đây, bác để đó chỗ nào bác? Đây. Vâng.
Ôi nhà em ở gần đây thôi. Vâng, vâng. Mày quá. Bác đi nhanh cho cái nhá. Ôi nhà ngay em à. Vâng vâng. Okay. Vâng. Đất sổ đỏ đây, đất sổ đỏ chỉ 1 tỷ 3 đến 1 tỷ 4 một sao sản phẩm đây. Bà Tranh, nhà Thanh đấy à? Dạ vâng. Đi đưa thiếp mời cưới con hả? Dạ vâng ạ. Ờ, ngồi đi. Vâng. Ôi giời, gông cái ngày 23 là đẹp ngày hay sao ấy nhỉ? Dạ. Ôi, nó 5-6 đám bao giờ không? Làm gì đến 5-6 đám hả bác? Ô, cái con này 4 đám hỷ, 2 đám hiếu thì không là 6 à? Hả? Trời ơi, đúng là bác bé Tranh. Hả? Cưới con bưởi nhà em là bác phải đi đấy nhá. Đây, em mời bác. Ờ. Đấy, bác ơi. Hả? Thế em đặt giấy ăn cao cấp Milan đấy. Ờ. Bác đã nhập thêm về cho em chưa? Đây rồi, tôi đã chuẩn bị cho nhà chị hết đây rồi. À, vâng, vâng. Ờ, gớm. Cưới con út khác là mà hoành tráng thế cơ chứ này. Dạ. Này, thế sao không mua cái giấy bình dân mà dùng cho đỡ tốn? Nhà có đám mà lại dùng giấy cao cấp Milan này này. Ôi, chết tiền. Bác ơi, bên nhà trai người ta ở thành phố về xây cỗ. Ừ. Dùng cái giấy lởm mà lau lên mặt nó dính bét lên mặt người ta cười cho chết. Ừ. Với lại giá cả nó cũng xem như nhau. Ừ. Nên chả tội gì không dùng giấy cao cấp Milan chị ạ. À. Vâng. Nhà em là làm 150 mâm. À. Thế thì bác cứ cho em 300 gói đi. Úi dồi cả ơi. Một bịch giấy để lau nhà bếp nữa. Cái gì? Có 150 mâm mà lại làm 300 gói, cứ dùng làm sao hết được. Ừ. Bác lạ gì. Giấy xịn như thế, ông bà nào đến ăn cỗ chả nhét một gói vào túi. Gông cỗ to quá nhỉ. Dạ. Thấy bảo à, con gái út cô nó chăn được cái thằng giai phố mà bố lòng to lắm hử? Ôi dồi ôi, bác ơi, cái lão bố chồng của nó to lắm, cứ như cái ông hộ pháp ấy. Ừ. Ôi khéo phải đến 120 kg ấy. Ý tôi hỏi là bố nó làm chức to. À thì nào em cũng đâu dám hỏi đâu. Nhưng mà hôm nhà em lên chơi ý, ôi dồi ôi ngược cả đây huân huy chương. Ừ. Khéo cũng phải đến 4-5 kg ấy. Vâng. Ôi dồi, thế thì to thật đấy nhỉ. Vâng. Ừ. Thôi thì bác đưa em giấy đấy. Ờ, để em còn đi đưa thiếp mời. Rồi. Thế về tiện cho em 2 thùng nước để mang về cho đám áp giả họ uống. Rồi, có ngay. Đánh xe xuống thế này. Vâng. Nhanh nha, xe đây. Không nói ngay, vừa mới bỏ bớt ra. Đây. Cưới con bưởi xong thì em thanh toán nhé. Được rồi, cứ lo việc đi. Vâng. Phòng cái gì mà phòng tích lử thế hả? Bác dâu sớm thông cảm, đường nhà em mà. Ừ. Đường nhà bà? Vâng. Mang về mà nấu chè? Vâng, em mang về nấu chè. Kia lắm lòng thế. Thích hợp. Chịu. Ôi giời. Hai bác vào uống nước. Cho hai chai Rocky. Có ngay. Đây. Mời hai bác. Cô đẹp. Hai bác lại đi săn đất hả? Ôi giời ơi. Năm ngoái tiễn con gái nhớn đi lấy chồng bấn quá, thế là bán đi 3 xào. Ôi giời ơi, năm nay á đất nó thăng thiên lên. Ôi giời thật tiếc. Đất ở đây bây giờ đây, tăng giá thế cơ à? Tăng lắm. Ôi giời ơi, đất sổ đỏ chính chủ đây. Cốc. Đất rồi. Cốc. Đất này. Đất rồi. Đất. Úi giời, gấp cái thằng này. Úi giời. Nào. Đi rõ quá đi. Rưu hạt rồi. Đất đâu? Đây. Đây là hai bác tàng hình.
có nhu cầu mua đất đây. Ôi, tốt quá, hai bác có nhu cầu mua đất ạ. À? Đất của chú ở vị trí nào, hướng nó có đẹp không? Ôi trời ơi, em có miếng đất này thì miễn chê luôn, tuyệt vời luôn. Hướng đông nam, dưới là hồ, trên là núi, nhá. Vuông đất như bánh trưng, sổ đỏ chính chủ, công tân nơ mà quay đầu hốt tư luôn. Đấy. Thế thì hết ý rồi mình ạ. Mình có xây dựng chở vật liệu vào thì vô tư đi. Miếng đất thì bao nhiêu mét vuông hả anh? Thủ tư cần thế này. Em bán hộ cái mảnh vườn đằng sau nhà ngao ấy. Đất là đất của là thằng bạn thân em bán hộ nó. Nó mấy nghìn mét em chả nhớ chính xác. Nhưng mà đại thể này, con vợ nó bánh gôn nhá. Nó xác biết một quả mà nó vụt hết cỡ. Mà từ đầu bên này sang đầu bên kia mới hết đất cho nó. Này 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 cậu ơi, thế hóa ra là mày bán hộ đất nhà thằng Ngao à? Đất nhà Ngao? Ủa sao? Cái đằng sau nói. Tao tưởng là đất nhà mày. Này nếu mà là đất nhà thằng Ngao nhớ thì nó đẹp lắm, rộng lắm. 7.200 mét đất cơ mà. Ôi giời ơi, này các bạn. Thế sao tôi thấy cái con đào vợ thằng Ngao ấy suốt ngày đi đánh góp mà. Tôi tưởng nó nhiều tiền lắm cơ mà, sao lại phải đi bán đất? Ôi giời. Thế thì bác chẳng hiểu gì rồi. Con đào ấy, hôm trước tinh tướng đánh gôn đánh độ với bọn nào ấy, tức là vụt bố vào mặt cái thằng tài phiệt. Ôi trời chết. Dạy bà nó mõm nó ra, thế là bây giờ nó bắt đền 3 tỷ đấy, phải bán đất đấy. Ôi giời thế à, thế nó bán miếng đất bao nhiêu tiền? Mẹ chồng nguồn bố nhà nó chứ, miếng đất đẹp như thế nó bán 5 tỷ bỏ. Ôi bác có tiếc không? Trời ơi, vợ chồng tàng hình, lấy cái miếng đất ấy mà dùng. Ôi dồi ôi, rộng đẹp như thế mà có 5 tỷ bỏ, rẻ như cho luôn. Hơn cho ấy. Tôi mới mua 10 hecta gần đây rồi. Mua thêm 500 mét nữa cho ông bà mà. Này chú này. Dạ. Cái mảnh đất ấy mà vị trí đẹp. Đẹp. Quan trọng là quay hướng đông nam. Vâng, đông nam luôn đấy. Mặt tiền mà rộng khoảng 10 mét. À không, mặt tiền 10 mét thôi rồi. Nó phải mấy trăm mét đấy, không phải 10 mét đâu. 10 mét là ok, nhưng mà tôi thì mua có 500 mét thôi. À, thế chú có duyệt được không? Tức là bác chỉ có nhu cầu mua 500 mét thôi gì? Ừ. Thôi được rồi. Nếu mà bác có nhu cầu mua thì thôi em xé lẻ đấy, em mở hàng cho bác vậy. Thế đây đây em mời bác hai bác xem sơ đồ đất của nó. Đây xem nào. Đây sổ đỏ luôn đây này. Sổ đỏ này. Đây cái miếng sơ đồ đất của nó. Đây. 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 Bác giữ ra. Đây đây cái sơ đồ miếng đất này, bác thấy không? Đẹp không? Đây cái hướng đông nam dưới là hồ này, trên núi này. À hình này. Vâng. Mảnh đất này đẹp quá. Vâng. Quyết trồng bà nhá. Vâng. Và tôi lấy miếng này. Thế bây giờ hai bác quyết miếng này rồi đi. Thôi thì nó có rẻ em đó ở ngang mới cho. Có 1.400.000 mét mà. Nếu quyết thì đặt cho em 100 triệu. Không ngại đâu, để bà bé tranh thì bên này toàn người nhà mà. Yên tâm, yên tâm. Vâng, thế vợ chồng tôi đặt trước 100 triệu. Vâng, vâng, thế đặt thì em lấy đất cho thôi. Tiền. Vâng, em xin. Nó cũng cận kề Tết rồi, em bán mở hàng cho bác. Thôi em cắt đất cho bác luôn. Đây, em cứ cắt tươi tươi cho bác tí. Bác không ngại đâu, không sợ đâu. Đây, thế này tươi rồi, nhá. Đấy, 500 mét đất của bác này. Bác em phải cắt đất cho bác luôn, không thì loanh quanh lại bán nhầm bố cho người khác thì chết dở. Cắt đi. Thôi bác cất vào túi đi, đất nó đang lên đấy. Bác để nó rơi, thằng nào nhặt mất toi 500 mét đất, đơn giản đâu. Cắt đi. Này, thế còn cái tiền chỉ trỏ ấy, của bé Tranh em bảo thằng Ngao nó gửi nhá. Nhớ là phải gửi đầy đủ đi nhá. Tâm. Em cảm ơn hai bác nhá. Hôm nào mà thanh toán nốt thì em đưa sổ đỏ cho luôn. Thôi em giao bán thì được miếng nào hay miếng đấy. Cảm ơn bác nhá. Đất ai đất đất sổ đỏ chính chủ đây. Ai đất ơi.